Hi, xin chào anh em. Rồi hôm nay có dư ít thùng của Milky. Thùng này là thùng bản thùng của hàng chính hãng ha, Milky. Đó. Cái size thùng này thì anh em có thể tách rời những cái này ra để anh em có thể là bỏ những cái dụng cụ máy móc hay là những cái đồ vật linh tinh mà chúng ta cần thiết chúng ta bỏ vào trong này ha. Đó. Bây giờ những cái đế mà cái này thì anh em có thể gỡ ra được nha. Này, anh em có thể kéo cái này giật mạnh là nó sẽ ra. Rồi thì ở đây mình có hai size, một size nhỏ thì giá nó chỉ có 200.000 thôi. Đó, về cái kích thước thì mình sẽ đo cho anh em xem nè. Về cái chiều dài của con này nó là 43 chiều dài ha. Chiều ngang của con này là 32 33 và chiều cao lột lòng của nó là 10 ha. Đó, chiều cao lột lòng của nó là 10 cm. Rồi, thì cái size thùng này giá của nó hiện tại là mình bán cho anh em đó là 200 chưa bao gồm phí ship ha. Đó, 200. Anh em có thể là mua cái thùng này về đựng, ví dụ trời nó cũng sắp mưa, mùa này mùa mưa anh em có thể đựng máy rồi. Anh em đi làm cho nó an toàn ha, bỏ máy móc rồi. Rồi ở bên này mình có cái size, bên này là size lớn hơn. Size này thì về cái chiều cao của nó để mình đo. Chiều cao của nó con này nó tầm khoảng 20, là nó gấp đôi so với cái thùng nhỏ nha. Còn cái chiều dài và chiều ngang nó như nhau nha anh em. Đây, chiều dài nè. Chiều ngang nè. Đó, chiều dài và chiều ngang thì nó như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái chiều cao thôi. Cái thùng nào thùng size lớn gấp đôi thì giá nó cũng sẽ gấp đôi nha anh em. Đó. Thùng này thì anh em có thể bỏ được tầm khoảng 5 sau ấy, mấy khoai mấy mài rồi anh em có thể bỏ rất là nhiều luôn. Đó. Đây. Rất ok ha. Hai thùng thùng đó là 400 chứ không còn phí ship. Rồi, thì hiện tại anh em nào quan tâm thêm về cái thùng này thì anh em liên hệ nha. Đó, anh em lấy số lượng nhiều cũng có luôn. Đây là thùng lớn, thùng nhỏ này. Đó. Anh em lấy một cặp giá 600. Đó. Ok, rồi, anh em nào đặt hàng anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0703 249 900 hoặc là số Zalo 0343256802 nha.